Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc, mặc dù là người chiến thắng, nhưng Việt Nam chúng ta cũng đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Có ý kiến cho rằng, sở dĩ có nhiều người Việt Nam thương vong như vậy là do Việt Nam lúc đó đã phải đơn độc chiến đấu với Trung Quốc, một nước lớn hơn rất nhiều với quân đội đông đảo. Một điều đáng buồn nữa là Liên Xô, đồng minh thân cận nhất của chúng ta cũng không thể tham chiến để cứu nguy cho Việt Nam. Thậm chí đã có những quan điểm cho rằng lúc đó Liên Xô vì sợ Trung Quốc mà đã phải nhắm mắt cho qua, bỏ rơi Việt Nam khiến chúng ta rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy rốt cuộc, ngày đó Liên Xô đã làm những gì? Liệu họ có thực sự bỏ rơi chúng ta hay không? Tất cả anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Nhớ lại cuộc chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong hồi ký của các cựu quân nhân Liên Xô cho biết, Liên Xô hoàn toàn sẽ có khả năng can thiệp quân sự khi cần thiết, và khi đó, Trung Quốc đã được cảnh báo trước một điều rõ ràng, nếu quân đội của họ không rút khỏi Việt Nam, họ sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận. Trong trường hợp này, những hành động quân sự nào Liên Xô sẽ thực hiện trong thời điểm ban đầu? Giới chuyên gia quân sự cho rằng có quá nhiều sự lựa chọn hiệu quả đối với Liên Xô trong các hành động tấn công. Viễn cảnh đáng lo ngại nhất là những hành động quân sự mà Liên Xô có thể triển khai trên chiều dài 4.500 km đường biên giới Xô Trung, nơi có 44 sư đoàn sẵn sàng chiến đấu đang đóng quân. Quân đội Liên Xô với các phương tiện đổ bộ tầm xa hoặc đổ bộ đường không có thể nhanh chóng đổ quân xuống vùng đồng bằng, tuyết phủ của Tân Cương, có khả năng tấn công vào khu vực Mãn Châu, trung tâm công nghiệp nặng của Trung Quốc. Trường hợp xấu nhất là kịch bản ngày tận thế. Theo cách gọi của các chuyên gia, đó là đòn tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Trung Quốc ở vùng hồ muối Lop No, hay còn được gọi là La Bố Bạc, nằm giữa sa mạc Talamakan và sa mạc Kuruktak thuộc phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Mục tiêu này dường như thích hợp hơn cả trong sự đánh giá của quân đội Liên Xô bởi sự hủy diệt lớn, sức mạnh răn đe cao, tấn công phủ đầu trong tầm với của nhiều loại tên lửa của Liên Xô. Khi đó, Bộ Chính trị Trung Quốc cũng đã đứng trước rất nhiều những câu hỏi sinh tử. Một là, liệu Liên Xô có phản ứng bằng cách tấn công từ phía Bắc khiến quân đội Trung Quốc phải chiến đấu trên hai mặt trận? Hai là, liệu Liên Xô có nhân cơ hội để trục lợi từ tình hình căng thẳng Việt Nam, Trung Quốc hay không? Và phản ứng của thế giới, đặc biệt là của Mỹ trước sự gia tăng căng thẳng của Xô Trung sẽ ra sao? Ba là, liệu leo thang chiến tranh Việt Nam dẫn đến sự can thiệp của Liên Xô sẽ gây những khó khăn như thế nào đến chương trình hiện đại hóa nền kinh tế trong chiến lược, cải cách mở cửa của nước này? Trong đó, mối lo lắng lớn nhất của các nhà cầm quyền Bắc Kinh là phản ứng quân sự khó lường của Liên Xô. Theo các phân tích tình báo của Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Moscow sẽ có thể đưa ra 3 phương án quân sự nhằm đáp trả cuộc xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Kịch bản thứ nhất là một cuộc đột kích quân sự lớn, bao gồm cả tấn công trực diện vào thủ đô Bắc Kinh. Kịch bản này khó có thể xảy ra, cùng lắm là một cuộc tấn công quy mô lên hàng loạt các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, giống như chiến dịch Bắc Kinh đang tiến hành ở Việt Nam. Thứ hai là xúi giục các phần tử dân tộc thiểu số có vũ trang đang lưu vong ở Liên Xô quay về tấn công vào các đồn điền ở Trung Quốc, ở Tân Cương và Nội Mông. Hoạt động này có thể sẽ gây bất ổn kéo dài đối với khu vực biên giới Trung Quốc. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng trong trường hợp Bắc Kinh có ý định chiếm giữ lâu dài các khu vực mà quân đội nước này mới cướp đoạt được của Việt Nam, bởi nó không thể tiến hành ngay lập tức được. Phương án thứ ba, sử dụng hàng loạt các cuộc giao tranh nhỏ gây ra sự căng thẳng dọc tuyến biên giới giữa hai nước, khiến Trung Quốc liên tục phải đối phó với tình hình căng thẳng trên toàn tuyến biên giới. Đây là phương án dễ dàng xảy ra nhất bởi Liên Xô đã tập trung một lực lượng binh lực khổng lồ ở khu vực giáp biên. Ngoài ra, cũng có thể là Liên Xô sẽ kết hợp tất cả các phương án này khiến Trung Quốc điêu đứng trước những đòn tấn công quân sự rất nguy hiểm, không chỉ trong thời gian trước mắt mà cả lâu dài về sau. Do đó, mặc dù cũng đã điều chỉnh binh lực rất lớn lên biên giới Xô Trung, nhưng trước cuộc tập trận rầm rộ của quân đội Liên Xô, Bắc Kinh hiểu rằng nếu mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, rất có thể họ sẽ phải nhận một đòn tấn công phủ đầu tàn khốc. Thấy được ý định nghiêm túc của quân đội Liên Xô trong bối cảnh quân đội chủ lực Việt Nam đã lên biên giới và hiểu được rằng không thể giành được chiến thắng nếu không leo thang chiến tranh, nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố đã đạt được mục đích, dạy cho Việt Nam một bài học và rút quân vào ngày 5 tháng 3 năm 1979. Hành động rút quân kiểu nghỉ game trước khi thua cuộc của Trung Quốc lần này khá giống với trường hợp của Mỹ năm 1973. Thấy sắp thua nên vội vàng ký hiệp định Paris rồi té gấp. Bạn sẽ không thể thua nếu như bạn rút quân trước. Quyết định rút quân vội vàng của Trung Quốc là có thể hiểu được trước sự phản công hiệu quả của Việt Nam và sự đe dọa cả về chính trị, ngoại giao và quân sự của Liên Xô. Ngay sau khi Trung Quốc đưa hơn 60 vạn quân đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, chính phủ Liên Xô đã ra tuyên bố đầu tiên in trên tờ báo Sự thật hôm 19 tháng 2, trong đó có đoạn: "Sự xâm lược của quân đội Trung Quốc vào Việt Nam không thể làm bất cứ một người nào trung thực trên thế giới, không một quốc gia có chủ thể nào thờ ơ. Hành động xâm lược đó đi ngược lại nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đã cho toàn thế giới thấy được bản chất thực sự của chính sách báo quyền của Bắc Kinh ở vùng Đông Nam Á. Nhân dân Việt Nam anh hùng
nạn nhân của cuộc xâm lược mới, sẽ đứng vững và thêm nữa, bên họ luôn có những người bạn tin cậy. Liên Xô sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Liên Xô và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những ai đang thực thi chính sách ở Bắc Kinh hãy dừng lại khi chưa muộn. Nhân dân Trung Quốc cũng như các dân tộc khác cần hòa bình chứ không phải là chiến tranh. Lãnh đạo Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tiếp tục xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên Xô kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay cuộc xâm lược và khẩn trương rút quân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không được đụng đến Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cũng trong ngày 19 tháng 2, Liên Xô đã cử ngay đại tướng Gennady Obaturov cùng 20 sĩ quan cao cấp Liên Xô sang giúp Việt Nam. Một cầu hàng không cấp tập được thành lập, cảng hải phòng tấp nập các chuyến tàu chở vũ khí từ Liên Xô cập cảng. Một cuộc tập trận áp sát biên giới Trung Quốc từ phía Mông Cổ quy mô lớn đã diễn ra. Đồng thời, các tàu mặt nước, tàu ngầm Liên Xô cũng đã được điều tới Biển Đông, sẵn sàng hoạt động. Ngày 2 tháng 3 năm 1979, chính phủ Liên Xô ra tiếp tuyên bố thứ hai như một tối hậu thư, trong đó có đoạn: sự xâm lược của Trung Quốc chống lại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục gia tăng. Liên Xô cho rằng phải tuyên bố một cách chắc chắn, các hành động của Trung Quốc khiến cho những ai thực sự quan tâm đến việc đảm bảo an ninh của các dân tộc trong việc giữ gìn hòa bình không thể thờ ơ. Quân đội Trung Quốc cần rút ngay lập tức khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong ngày 2 tháng 3 năm 1979, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev tại cuộc tiếp xúc với cử tri khu vực bầu cử quận Bauman, thủ đô Moscow đã nói: với cuộc tấn công trêu chẽn chưa từng thấy của họ, Trung Quốc và một quốc gia láng giềng nhỏ bé, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những người cầm quyền Bắc Kinh hiện nay cuối cùng thì cũng đã lộ cho cả thế giới thấy dã tâm và bản chất hung hăng của chính sách bá quyền của chúng. Và hôm nay, trong giờ phút đầy khó khăn với người dân Việt Nam, chúng ta thể hiện tình đoàn kết trọn vẹn trước sau như một với họ. Và đây là điều không ai có thể nghi ngờ, Liên Xô sẽ trung thành với hiệp ước hữu nghị và hợp tác ràng buộc giữa hai nước chúng ta. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang tiến hành một cuộc chiến tranh chính nghĩa, đứng về phía họ là những người trung thực và yêu chuộng hòa bình của thế giới. Vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là bất khả chiến bại, các âm mưu của quân xâm lược sẽ phải chịu thất bại. Trước cuộc tấn công của Trung Quốc vào toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam, Liên Xô đã cảnh báo Liên bang Xô Viết sẽ thực hiện những điều khoản đã được ký kết trong Hiệp định Hợp tác, Đoàn kết hữu nghị và tương trợ lẫn nhau trong cả lĩnh vực quân sự với Việt Nam. Để biểu thị sự ủng hộ đối với Việt Nam và răn đe Trung Quốc, một cuộc biểu dương lực lượng khổng lồ dưới dạng một cuộc tập trận Hiệp đồng quân binh chủng lớn nhất trong lịch sử đã được Liên Xô tổ chức vào đầu tháng 3 năm 1979. Bình luận về cuộc tập trận này, chuyên gia Alexei Lensov cho biết đó là một cuộc biểu dương lực lượng mạnh mẽ nhất ở phía Nam Liên Xô, tức phía Bắc Trung Quốc, trong vòng hơn 200 năm, với lực lượng huy động lên đến 600.000 người thuộc 6 quân khu của Liên Xô trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 3, với mục đích tạo áp lực quân sự lên Trung Quốc. Theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, quân đội nước này đã tiến hành cuộc diễn tập Hiệp đồng binh chủng và diễn tập hải quân có sử dụng đạn thật. Trong cuộc diễn tập lớn nhất trong lịch sử quân sự, có sử dụng lực lượng của 20 sư đoàn binh chủng hợp thành và không quân. Quân số tham gia diễn tập lên đến 200.000 quân nhân, 2.600 xe tăng, 900 máy bay và 80 chiến hạm. Những đợt diễn tập lớn nhất được thực hiện tại Mông Cổ. Trong diễn tập có sự tham gia của 6 sư đoàn bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp. Ngoài ra, trên lãnh thổ Mông Cổ, tham gia diễn tập có 2 lữ đoàn, 3 sư đoàn không quân chiến trường, các đơn vị và phân đội đặc chủng tăng cường. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn đó, đồng thời tiến hành các hoạt động diễn tập thực binh của các lực lượng trên vùng Viễn Đông và Đông Kazakhstan, có sự tham gia của các đơn vị binh chủng hợp thành và các đơn vị không quân phối hợp với lực lượng biên phòng. Trong tiến trình diễn tập, đã thực hiện nội dung liên kết phối hợp giữa các lực lượng, các đơn vị và phân đội trong điều kiện khí hậu và môi trường khắc nghiệt, đã tiến hành cơ động trên khoảng cách lớn, từ Siberia đến Mông Cổ hơn 2.000 km. Các đơn vị được tổ chức biên chế thành đơn vị chiến đấu ngay trên tàu hỏa, được vận chuyển bằng đường không trên những khu vực biên giới với Trung Quốc. Các đơn vị phòng thủ biên giới triển khai phác thảo các kế hoạch tổ chức phòng ngự, đánh chặn các đòn tấn công xâm phạm khu vực biên giới, kế hoạch phản kích các đòn tấn công và kế hoạch phản công trên các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc. Có gần 50 chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có 6 tàu ngầm, tiến hành các hoạt động sẵn sàng chiến đấu và đồng loạt triển khai diễn tập các hoạt động tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng hải quân đối phương. Riêng vùng biển Primorye tiến hành diễn tập đổ bộ đường biển. Theo kế hoạch diễn tập, đã tiến hành tổ chức biên chế các cụm chủ lực hàng không, cung kích của các trung đoàn không quân trên các khu vực gần biên giới Trung Quốc. Các tập đoàn máy bay chiến đấu chuyển sang vị trí đóng quân cố định trong khu vực miền Đông, có những thời điểm trên không trung cùng lúc bay hàng chục đoàn không quân chiến trường. Ngay sau khi các đơn vị không quân hạ cánh, các đơn vị và phân đội không quân lập tức nhận nhiệm vụ và triển khai tham gia huấn luyện diễn tập. Trong quá trình tiến hành các hoạt động chuyển quân và diễn tập chiến đấu tiến công, các kíp đã lái cơ động hơn 5.000 giờ, sử dụng hơn 1.000 quả bom và tên lửa, một khối lượng khổng lồ vũ trang, phương tiện chiến đấu, cơ sở vật chất vận chuyển từ Liên bang Xô Viết đã giải quyết toàn bộ vấn đề trinh sát về đường không của địch trên lãnh thổ Việt Nam. Một bộ phận không quân đảm bảo vận tải trên lãnh thổ Việt Nam, thành quả và khối lượng không thể tưởng tượng được của hàng không vận tải quân sự đã thực hiện trên cầu hàng không được thiết lập giữa Liên Xô và Việt Nam.
Liên bang Xô Viết đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình bằng sự giúp đỡ tinh thần lồng trí, tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội nhân dân Việt Nam bằng các giải pháp cung cấp khí tài quân sự. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột vũ trang đến tháng 3 năm 1979, theo đường vận tải biển đã chuyển đến Việt Nam hơn 400 xe tăng và xe thiết giáp, xe bộ binh cơ giới, 400 khẩu pháo và súng cối, 50 tổ hợp pháo phản lực Grad BM-21, hơn 100 khẩu pháo phòng không, 400 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai và hàng nghìn tên lửa, 800 súng chống tăng RPG-7, 20 máy bay tiêm kích. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận tổng lực của quân đội Xô Viết, người Trung Quốc căng thẳng theo dõi mọi diễn biến và đã cực kỳ lo sợ đến mức họ không dám đưa lực lượng quân đội từ vị trí đóng quân ra biên giới Xô Trung. Ngoài biên giới, các phương tiện thông tin đại chúng tập trung toàn bộ sự chú ý, theo dõi và đưa ra những phỏng đoán về cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại diễn ra trong khu vực châu Á, và áp lực chiến tranh nặng nề đè lên các thế lực hiếu chiến, buộc Bắc Kinh phải suy nghĩ tỉnh táo và kiềm chế tối đa. Vào giai đoạn đó, một câu hỏi rất lớn được giới học giả quốc tế đặt ra là thực sự Liên Xô có ý định can dự vào cuộc chiến tranh này hay không? Và nếu có, thì đâu là ngưỡng của cuộc chiến tranh mà Liên Xô sẽ buộc phải thực hiện đòn tấn công vào quân sự Trung Quốc? Tờ thời báo The Times vào tháng 3 năm 1979 đã phân tích của các chuyên gia nhận định nếu quân đội Việt Nam đủ khả năng kháng cự và vẫn giữ vững mặt trận, thì Liên Xô sẽ chỉ tiến hành cuộc chiến tranh trên mặt trận ngoại giao, tăng cường viện trợ cho Việt Nam và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng can thiệp. Trước hết phải nói rằng, đúng như nhận định của tờ báo Anh The Times, ý định bảo vệ Việt Nam của Liên Xô là hết sức nghiêm túc, nhưng nếu cuộc chiến tranh xâm lược vẫn nằm trong phạm vi đối phó của Việt Nam, thì Liên Xô sẽ không can thiệp quân sự. Tờ báo này cho rằng, nếu nước láng giềng của họ tiếp tục leo thang chiến tranh, tấn công xuống đồng bằng, ví dụ như uy hiếp Hà Nội và Hải Phòng, hoặc đồn trú lâu dài trên những vùng đất chiếm được, thì để thể hiện sự kiên quyết và sức mạnh trước toàn thế giới, giữ lời cam kết với đồng minh, Liên Xô sẽ tham gia giải quyết xung đột. Tuy nhiên, đó chỉ là những vấn đề mang tính tình huống phát sinh trong chiến tranh, còn trên thực tế, có nhiều vấn đề ở trên tầm đại cục có ảnh hưởng lớn đến cả Việt Nam và trên tầm thế giới mà chúng ta phải suy xét đến. Thứ nhất, mặc dù không có một tuyên bố chính thức nào được đưa ra, nhưng vào thời điểm Trung Quốc nổ súng tấn công, Việt Nam sẽ không nhờ Liên Xô can thiệp quân sự, bởi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, quân đội nhân dân Việt Nam chưa bao giờ cầu viện bất cứ nước nào đánh đuổi giặc ngoại xâm. Truyền thống độc lập, tự cường là bản chất tốt đẹp, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam đã giúp dân tộc ta tự đứng vững bước trước hàng ngàn năm xâm lược và âm mưu đồng hóa của các thế lực bành trướng phương Bắc trong cả lịch sử hiện đại. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng đã có nhiều lời đề nghị cử quân sang giúp đỡ Việt Nam nhưng đều từ chối. Mặc dù chúng ta phải liên tiếp tiến hành hai cuộc chiến tranh khốc liệt với hai đế quốc mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ là Pháp và Mỹ, không thể có độc lập, tự chủ đúng nghĩa của nó trên sự vay mượn máu của dân tộc khác. Tinh thần tự tôn của Việt Nam là một yếu tố quan trọng khiến Liên Xô không can thiệp quân sự nếu cuộc chiến vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được. Nói như thế không phải là Việt Nam không cần sự giúp đỡ của Liên Xô, mà chúng ta nên hiểu với ý nghĩa rằng hành động đó chỉ khiến Việt Nam không còn khả năng chống trả được khi Trung Quốc vượt quá xa vi phạm của một cuộc chiến phản kích tự vệ mà họ tuyên bố. Do đó, nếu Trung Quốc không sử dụng đến các vũ khí có khả năng răn đe hạt nhân như không quân ném bom và các lực lượng tên lửa đạn đạo, hoặc lực lượng hải quân Mỹ-Trung phối hợp tấn công từ hướng biển, thì Việt Nam sẽ tự mình chống trả quân xâm lược để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thứ hai, vào thời điểm đó, nếu Trung Quốc không leo thang xâm lược đến cấp độ cao hơn, thì Liên Xô cũng sẽ không can thiệp quân sự, bởi đó chỉ là sự lựa chọn bắt buộc cuối cùng, bởi dùng đến chiến tranh để giải quyết chiến tranh bao giờ cũng là một phương án tồi tệ nhất. Thực tế chúng ta cũng thấy, ngược với bản chất hung hăng, hiếu chiến của chủ nghĩa bá quyền, các dân tộc yêu chuộng hòa bình sẽ chỉ tiến hành chiến tranh trong trường hợp không còn biện pháp nào khác, nhất là đối với các cường quốc, bởi những hành động quân sự của họ đều có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chính trị thế giới. Mỗi một sự can thiệp quân sự của các cường quốc vào một khu vực nào đó trên thế giới cũng sẽ dẫn đến những biến động địa chính trị rất lớn trên toàn cầu. Bởi vậy, vào thời điểm năm 1979, sự can thiệp quân sự của Liên Xô sẽ chỉ được đưa ra nếu không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa, mặc dù rất đau lòng trước tình cảnh nước bạn lâm vào cảnh chiến tranh tàn phá và rất muốn giúp Việt Nam đánh bại quân xâm lược Trung Quốc, nhưng Liên Xô cũng rất tin tưởng vào khả năng quân đội của Việt Nam trong đối phó với một cuộc chiến tranh thông thường. Nước bạn sẽ chỉ ra tay nếu cuộc chiến vượt tầm khả năng của Việt Nam, cần phải có những biện pháp quân sự mạnh mẽ để răn đe cái đầu nóng quá mức của quân xâm lược. Còn nếu không, Liên Xô sẽ chỉ dừng lại ở mức độ ủng hộ, viện trợ, cố vấn và sẵn sàng ra tay nếu cần thiết. Do đó, kể cả trong trường hợp Bắc Kinh không rút quân sau tuyên bố ngày 5 tháng 3 năm 1979 hoặc âm mưu đánh xuống đồng bằng thì Liên Xô cũng sẽ không can thiệp. Bởi lúc đó, chủ lực của ta đã bắt đầu tham chiến, khiến Trung Quốc hoàn toàn không có cửa thắng trong các cuộc chiến tranh xâm lược này. Bởi vậy, những luận điệu phê phán, tính thực chất của Hiệp định Hợp tác Hữu nghị Việt-Xô cho rằng Liên Xô đã bỏ rơi Việt Nam chỉ là sự ngụy biện nhằm ly tán tình hình hữu nghị giữa hai nước anh em hoặc chưa hiểu hết về truyền thống tự cường của con người Việt Nam. Theo anh em, nếu ngày đó quân Trung Quốc không rút quân quá sớm mà tiếp tục đánh xuống Hà Nội thì Liên Xô có đem quân vào Việt Nam hay không? Hãy cùng comment ở phía dưới nhé! Video của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi,
Anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.